Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh phối hợp với Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Ninh Bình và Trung tâm Huấn luyện Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh tổ chức giải vô địch cờ vua các trường mầm non năm 2021. Giải vô địch cờ vua các trường mầm non thành phố Ninh Bình là sân chơi trí tuệ bổ ích lành mạnh, giúp các em nhỏ được giao lưu học hỏi và sớm bộc lộ tài năng ngay từ lứa tuổi mầm non. Thông qua giải để đánh giá hiệu quả việc phát triển cờ vua cho các nhà trường, từ đó góp phần đẩy mạnh phong trào cờ vua trên địa bàn. Đây cũng là nguồn cung cấp vận động viên chất lượng cho các lớp năng khiếu, phong trào và sau này là thể thao thành tích cao. Tham gia giải năm nay có hơn 100 vận động viên nhí đến từ 10 trường mầm non trên địa bàn thành phố. Các em sẽ thi đấu theo thể thức Thụy Sĩ 8 ván tính điểm, tranh các bộ huy chương cá nhân, đồng đội và toàn đoàn.